Chào mừng các bạn quay lại với kênh Mê Đồ Xưa. Mê Đồ Xưa chuyên cung cấp nhẫn mỹ, đồ trang sức đá thiên nhiên, đồ phong thủy với giá cả hợp lý và chính sách hậu mãi tốt nhất. Sự ra đời của Zippo, từ một chiếc bật lửa thông thường, vì sao nó trở nên nổi tiếng đến vậy? Đối với chúng ta, bật lửa chỉ là một vật dụng tạo ra lửa. Nhưng với Zippo, nó mang trong mình cả một câu chuyện và là một biểu tượng văn hóa, không chỉ ở Mỹ mà còn trên toàn thế giới. Và hơn 90 năm sau, Zippo vẫn duy trì được giá trị và sự hấp dẫn của mình, trở thành món đồ sưu tầm yêu thích của nhiều thế hệ. Zippo đã được ra đời như thế nào? George Rand Bledel sinh ra tại Bradford, Pennsylvania. Ông lớn lên trong một gia đình bình thường và từ nhỏ đã thể hiện khả năng khéo léo trong công việc thủ công. Bledel theo học tại trường trung học Bradford, sau đó phục vụ trong quân đội Mỹ trong Thế chiến I. Sau khi trở về, ông quyết định theo đuổi sự nghiệp kinh doanh. Năm 1932, tại câu lạc bộ Country Club ở Bradford, Pennsylvania, ông Bledel đã chứng kiến một người bạn sử dụng một cách vụng về một chiếc bật lửa cồng kềnh được sản xuất tại Áo. Ông Bledel nhận thấy rằng chiếc bật lửa hoạt động tốt ngay cả trong gió nhờ vào thiết kế ống khói độc đáo, nhưng vẻ bề ngoài và thiết kế của nó thì thực dụng và không hiệu quả. Chiếc bật lửa bắt buộc sử dụng cả hai tay để vận hành và bề mặt kim loại mỏng của nó dễ bị móc méo. Cuối năm 1932, Grant Bledel nhận thấy rằng các bật lửa có sẵn vào thời điểm đó thường không tiện lợi và dễ hỏng. Ông Bledel quyết định tái thiết kế chiếc bật lửa của Áo. Ông đã cải tiến nó để có thể chịu được điều kiện thời tiết, đặc biệt là gió, và vẫn giữ được ngọn lửa cũng như phù hợp với nhu cầu của người Mỹ. Từ đó, chiếc bật lửa nắp gập và cấu trúc kín giúp ngăn cản gió và giữ cho nhiên liệu không bay hơi được ra đời. Ông thành lập Zippo Manufacturing Company vào tháng 6 năm 1932 tại Bradford, Pennsylvania. Mẫu bật lửa đầu tiên của ông đã thu hút được sự chú ý nhờ vào tính năng chống gió và thiết kế tiện lợi. Tên Zippo được đặt cho chiếc bật lửa vì Bledel thích âm thanh zipper từ những chiếc khóa kéo. Ông cảm thấy rằng tên gọi này nghe vui tươi và dễ nhớ. Trong Thế chiến II, Zippo sản xuất hàng triệu chiếc bật lửa cho quân đội Mỹ. Từ đó Zippo trở thành sản phẩm được yêu thích trong hàng ngũ quân đội Mỹ, nhờ có thiết kế đơn giản, tính năng chống gió và độ bền cao. Sau chiến tranh, Zippo tiếp tục mở rộng và phát triển các mẫu mã đa dạng, bao gồm các phiên bản kỷ niệm và thiết kế độc đáo. Các sản phẩm Zippo nhanh chóng trở thành biểu tượng văn hóa trong giới thanh niên và nghệ sĩ. Trong suốt những năm 1960 và 1970, Zippo trở thành một phần quan trọng trong văn hóa pop, xuất hiện trong nhiều bộ phim và truyền thông. Hãng đã phát triển nhiều mẫu thiết kế hợp tác với các nghệ sĩ và nhà thiết kế nổi tiếng. Zippo đã trở thành biểu tượng văn hóa, không chỉ ở Mỹ mà còn trên toàn thế giới. Bật lửa Zippo xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Casablanca, Blade Runner và nhiều bộ phim khác, làm tăng thêm sức hút và giá trị của thương hiệu. Zippo nổi tiếng với quy trình sản xuất khép kín, từ khâu chế tạo đến hoàn thiện. Mỗi chiếc bật lửa Zippo đều được sản xuất thủ công với hơn 100 bước kiểm tra chất lượng. Điều này đảm bảo rằng mỗi sản phẩm đều đạt tiêu chuẩn cao nhất về độ bền và hiệu suất. Chiếc bật lửa đầu tiên có thiết kế đơn giản với hình dạng vuông, cạnh tròn và nắp gập. Thiết kế này đã được cải tiến theo thời gian nhưng vẫn giữ được tinh thần của chiếc Zippo nguyên bản. Những chiếc Zippo đầu tiên được làm từ thép không rỉ hoặc đồng và được hoàn thiện bằng lớp sơn màu đen. Điều này giúp tăng độ bền và khả năng chống rỉ sét. Phần nắp có thể gập lại, giúp bảo vệ ngọn lửa và giữ cho nhiên liệu không bị bay hơi. Bật lửa sử dụng xăng Zippo có độ bay hơi thấp và dễ bốc cháy. Xăng Zippo được giữ chữ bằng bông gòn, với bấc và bánh xe tạo lửa, cho phép nó hoạt động tốt ngay cả trong điều kiện gió mạnh. Các chiếc Zippo đầu tiên không có logo như ngày nay, nhưng tên thương hiệu Zippo đã được in lên nắp bật lửa. Về sau này, các họa tiết, logo và biểu tượng được khắc trên thân của Zippo làm tăng thêm giá trị của chiếc bật lửa. Với nhiều mẫu mã độc đáo và phiên bản giới hạn, Zippo đã trở thành một món đồ sưu tầm giá trị. Nhiều nhà sưu tập tìm kiếm các mẫu cũ hoặc đặc biệt và một số bật lửa cổ điển đã được bán với giá rất cao tại các buổi đấu giá. Vào cuối những năm 80, thương hiệu Zippo đã đạt được thành công rực rỡ, đạt cột mốc kỷ lục 200 triệu chiếc bật lửa được sản xuất. Mẫu đầu tiên của thương hiệu Zippo 1932 đã được phát hành lại dưới tên Zippo 1932 Replica. Zippo thường phát hành các phiên bản kỷ niệm để kỷ niệm các sự kiện lịch sử hoặc văn hóa. Ví dụ, bật lửa kỷ niệm 50 năm của Apollo 11 hay các mẫu kỷ niệm cho các sự kiện thể thao lớn. Bật lửa Zippo đã xuất hiện nổi bật trong hơn 2.000 bộ phim. Từ chiếc Zippo của John Travolta trong Pulp Fiction đến chiếc của Terminator trong cảnh kết thúc hoành tráng của bộ phim.
Chiếc bật lửa chống gió nổi tiếng với âm thanh click huyền thoại là một phụ kiện có sức ảnh hưởng lớn, thường thậm chí bộc lộ tính cách của nhân vật, như trong diễn hát, nơi nhân vật do Bruce Willis thủ vai, không bao giờ tách rời khỏi chiếc bật lửa yêu thích của mình. George Grant Bledel không chỉ là một doanh nhân thành công mà còn là một nhà đổi mới, người đã góp phần tạo ra một biểu tượng văn hóa toàn cầu qua thương hiệu Zippo. Những giá trị mà ông đặt ra cho công ty vẫn tiếp tục được duy trì cho đến ngày nay. Một trong những điểm nổi bật trong chiến lược kinh doanh của Bledel là cam kết cung cấp dịch vụ sửa chữa miễn phí cho tất cả các sản phẩm Zippo. Điều này không chỉ tăng cường sự tin tưởng từ khách hàng, mà còn thể hiện sự tự tin vào chất lượng sản phẩm. Quy trình sản xuất Zippo với sự tỉ mỉ và cam kết về chất lượng giúp sản phẩm trở thành một trong những bật lửa phổ biến và được yêu thích trên toàn thế giới. Các mẫu Zippo tạo nên sự nổi tiếng và thu hút người tiêu dùng, được săn đón và sưu tầm. Mẫu Zippo Tombstone, chiếc bật lửa này có hình dạng và thiết kế độc đáo, gợi nhớ đến những ngôi mộ cổ, mang lại cảm giác bí ẩn và nghệ thuật. Bật lửa Zodiac, mẫu này được thiết kế với các biểu tượng hoàng đạo, thu hút những người yêu thích chiêm tinh và văn hóa phương Đông. Bật lửa Vintage, các mẫu bật lửa cổ điển từ những năm 1930 đến 1950 được nhiều người sưu tầm và có giá trị cao, thường có thiết kế đơn giản nhưng mang tính biểu tượng. Còn rất nhiều mẫu Zippo được thiết kế cá nhân hóa cho phép người dùng tạo ra một chiếc bật lửa độc nhất vô nhị, phù hợp với sở thích cá nhân. Ngoài ra còn có những mẫu Zippo với họa tiết động vật thu hút những người dùng yêu thiên nhiên. Zippo đã hợp tác với nhiều thương hiệu và nghệ sĩ nổi tiếng để phát hành các mẫu bật lửa độc quyền. Zippo đã không chỉ trở thành biểu tượng của sự bền bỉ và thiết kế tinh tế mà còn gắn liền với nhiều kỷ niệm và giá trị văn hóa. Những chiếc bật lửa Zippo không chỉ là công cụ hữu ích mà còn là tác phẩm nghệ thuật, thể hiện cá tính và phong cách của người sử dụng. Qua các thập kỷ, Zippo đã vượt qua thử thách thời gian và tiếp tục phát triển, khẳng định vị thế của mình trên toàn cầu. Với sự kết hợp giữa truyền thống và đổi mới, Zippo chắc chắn sẽ còn tiếp tục là một phần không thể thiếu trong đời sống của nhiều thế hệ sau này. Nếu bạn đang muốn tìm kiếm một món đồ trang sức cổ, độc và lạ như nhẫn mỹ, trang sức đá hay đồ phong thủy, hãy ghé thăm trang web medosua.com để chọn cho bạn món đồ phù hợp nhất. Chúng tôi luôn cam kết về chất lượng và giá trị tốt nhất cho bạn. Cảm ơn quý anh em, bạn hữu đã dành thời gian theo dõi video này. Đừng quên để lại một like, một đăng ký và chia sẻ cũng như bình luận ở dưới video.